Bản tin trưa ngày 26 tháng 7. Tại Huyên Bình Giang Hải Dương đang xuất hiện rất nhiều thanh niên có biểu hiện không chịu lấy vợ. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi đề nghị các bạn hạn chế hẹn hò. Đối với các bạn nữ nên chủ động nhắn tin làm quen với bạn nam. Oh my God! Wow! Lưu ý, những trường hợp hẹn hò, hãy giữ khoảng cách, nghiêm cấm môi chạm môi. Các bạn nam lưu ý kỹ, đừng để hết tiền trước khi hết dịch. Chúc các chàng trai Hải Dương sớm thoát ế.